Sài Gòn thứ bảy Studio hân hạnh giới thiệu. Quý vị biết rất rõ là nếu không có thầy, anh em không làm được gì cả. Và trong ba nhân đức mà chúng ta phải cầu xin: đức tin, đức cậy và đức mến. Nhưng cao trọng hơn cả thì phải có đức mến. Có đức mến rồi, mến Thiên Chúa thì mình mới đủ để mà tin. Hôm nay tôi mời quý vị thưởng thức Vẫn Tin và Mãi Tin với phần trình bày của chính tác giả. Thưa quý vị, đây ca nhạc sĩ Khắc Dũng. Đang khi cái xấu cái ác tràn lan, nơi đây nơi đó gieo rắc hoài nghi, gây bao đổ vỡ ngang trái lìa chia. Trong bao mất mát tôi vẫn hằng tin. Đang khi cái sống cái chết giành tranh, lao đao nguy khôn tang tóc sâu thương, tai ương năm tháng nối tiếp triền miên, qua bao thử thách tôi mãi hằng tin. Dù niềm tin ấy có lúc mong manh, tường ngọn đen đứng trường gió trước bao, dễ ngã dễ tấp nhưng tôi vẫn tin, mãi tin. Vì niềm tin ấy giữa những tầm tối vẫn là tia sáng sưởi ấm soi lối cho tâm tư tôi. Tôi bao nghi nan sống thiết tha xây đắp an. Qua con Chúa đã đến trần gian, trao cho nhân thế hạt giống niềm tin. Nay tôi vun tưới chăm sóc ngày đêm, mai đây thu hái hoa trái tình yêu. Tôi luôn xác tin chỉ có tình yêu cho tôi hiểu rõ thế giới của tôi. Trong tay của Chúa tất cả là hậu ân, nên tôi ôm cả hạnh phúc lẫn niềm đau. Tình yêu của Chúa trên cây thập giá là niềm tin tôi có, tôi vẫn mong ước đến lúc Chúa đến, tình yêu vẫn tươi vẫn xanh. Niềm tin tôi giữ như con người trong mắt, niềm tin tôi sống mãi mãi son sắt. Tôi yêu, tôi tin, tôi tin, tôi yêu, mãi mãi yêu, yêu chưa yêu đời. Dù niềm tin ấy có lúc mong manh, tường ngọn đen đứng trước gió trước bão, dễ ngã dễ tấp nhưng tôi vẫn tin, mãi tin. Vì niềm tin ấy xưa những tầm tôi vẫn là tia sáng sưởi ấm soi lối cho tâm tư.